Thành Đô, Cửu Trại Câu, Huyện Mậu, Kỳ Quan Trung Hoa trong tầm tay, chỉ từ 16.990.000 đồng cùng lữ hành Việt Nam khám phá thiên đường hạ giới với tour 6 ngày 5 đêm đầy hấp dẫn này. Với ưu đãi khủng, tặng ngay một gấu bông panda siêu cute, miễn phí 2 chặng tàu cao tốc hiện đại, thưởng thức một bữa lẩu tứ xuyên cay nồng và một bữa buffet thịnh soạn, vi vu xe điện khám phá trọn vẹn Cửu Trại Câu, chinh phục những điểm đến đẳng cấp, vườn gấu trúc Đô Giang Yển, ngắm nhìn những chú gấu trúc lăn tròn, chơi đùa, đốn tim mọi du khách, thành cổ Tùng Phan, trải nghiệm không khí cổ kính, bình yên tại thành phố nghìn năm tuổi trên cao nguyên, ngắm nhìn kiến trúc độc đáo và tìm hiểu về lịch sử lâu đời, khám phá thác Bãi Ngọc tại Cửu Trại Câu, choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác trắng xóa, tựa như những viên ngọc trai lấp lánh, lạc bước vào hồ Ngũ Hoa, chốn Bồng Lai tiên cảnh, ngắm nhìn mặt hồ xanh biếc phản chiếu sắc trời, cây cối tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Lạc Sơn Đại Phật, chiêm bái pho tượng Phật Maitreya bằng đá cao nhất thế giới, tạp vào vách núi Long Vân, cảm nhận sự hùng vĩ và linh thiêng của Phật giáo. Huyện Mậu, khám phá vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc Tứ Xuyên, hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân tộc thiểu số. Chúng tôi cam kết, giá tour trọn gói không phát sinh, hướng dẫn viên nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, lịch trình tham quan khoa học, tối ưu thời gian, khách sạn tiêu chuẩn 4 sao, dịch vụ chất lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá vùng đất tuyệt đẹp này với mức giá cực kỳ ưu đãi. Liên hệ ngay Lữ Hành Việt Nam để được tư vấn và đặt tour ngay hôm nay.